Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một đề xuất đáng chú ý, đó là đề xuất chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách cho người mua nhà dưới 1,8 tỷ đồng để ở, để được vay với lãi suất hợp lý. Đề xuất này thì khá giống với mô hình gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được đưa ra cách đây khoảng 10 năm trước và rất nhiều người có thu nhập trung bình và thấp thời điểm đó thì đã tiếp cận được với gói vay này và thực hiện được ước mơ mua nhà tại các thành phố lớn. Vậy trong bối cảnh hiện nay thì liệu một lần nữa đề xuất này có phải là giải pháp hợp lý hay không? Ghi nhận của phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh. Quý vị cũng đã biết là giá căn hộ trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rơi vào khoảng 65 triệu đồng mỗi mét vuông, còn tại Hà Nội là 49 triệu đồng mỗi mét vuông. Tính ra, tìm mua một căn hộ giá 1,8 tỷ đồng như đề xuất là vô cùng khó khăn. Cái mức giá 1 tỷ 8 này là áp dụng cho cả nhà ở xã hội và cả nhà ở thương mại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy trong hơn 7 năm vừa qua thì các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là chưa tiếp cận được cái nguồn vốn vay ưu đãi mà phải vay thương mại. Giữa năm vừa qua, thị trường đã chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn nhỏ đăng ký triển khai xây nhà ở xã hội. Tuy nhiên, số lượng dự án khởi công tính đến thời điểm này lại khá khiêm tốn. Định mức trong ngành xây dựng, trong đó có liên quan đến nhà ở xã hội thì đang ở mức rất thấp. Bởi vì nhà ở xã hội họ khống chế cái giá bán. Tôi muốn nói ở đây là các cái chính sách của chúng ta phải hết sức kỹ lưỡng, hết sức tạo điều kiện, sự nhiệt tình tham gia của các doanh nghiệp lúc đấy nó mới có thể trở thành hiện thực. Các chuyên gia nhận định, căn hộ dưới 1,8 tỷ đồng, nếu có nguồn cung, dễ dàng xây tới đâu, bán hết tới đó. Trên thực tế, trong các tháng vừa qua, dù thị trường chung khó khăn, phân khúc căn hộ, nhà ở hướng tới người mua ở thật, không phải sản phẩm đầu cơ, vẫn có giao dịch khá tốt. Bất động sản quan trọng nhất là phải có giá trị sử dụng. Đó, phải chọn lọc ngay từ đầu. Giả xác định, mình phải xác định trong tâm thế của mình là nếu thị trường nó đi xuống thì bất động sản đó mình sẽ làm gì với nó. Mình cho thuê, mình kinh doanh gì ở đấy. Cái khó của thị trường hiện nay là làm thế nào để tạo ra các sản phẩm người mua, người bán có thể gặp được nhau. Bởi vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nếu các căn hộ dưới 1,8 tỷ đồng được xây dựng cộng với lãi suất ưu đãi được áp dụng có thể tạo nên cú hích cho thị trường giống như từng diễn ra như 10 năm trước.